xin chào tất cả các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Và bên cạnh tôi là ba người chơi trong chương trình hôm nay. Tôi đề nghị bạn Châu nhìn thẳng về phía tôi. Vâng. Sao bạn cứ căng thẳng điều gì đấy? Anh đẹp trai quá. Ôi đời, đẹp trai quá mà không nỡ nhìn gì cả. Bạn My, bạn có tin lời bạn Châu không? Bạn ấy nói dối đấy anh ạ. Thế á? Dạ vâng, bởi vì hôm nay rất đẹp trai. Có vẻ như hôm nay tôi dẫn chương trình sẽ không được suôn sẻ cho lắm. Bởi vì gặp hai bạn mà ngay từ đầu đã nêu lên những cái điều nó vốn là sự thật. Nó làm cho tôi cảm thấy tôi hỏi bạn Đạt một tí. Bạn Đạt thấy thế nào? Với hai lời nhận xét của bạn Châu và bạn My đối với người dẫn chương trình, người đó là tôi. My nói đúng rồi ạ. Hùng Anh rất là đẹp trai. Rất đẹp trai? Vâng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Một lần nữa, thưa quý vị, chúng ta lại thấy ba người chơi đã nêu lên sự thật. Và tôi rất sung sướng với sự thật này, mặc dù tôi biết sự thật đó nó cũng không quá thật. Đầu tiên là bạn My. Dạ, vâng. Tôi thấy trong bản đăng ký của bạn, bạn là điều dưỡng viên. Dạ vâng ạ. Nghề nghiệp chính của em là điều dưỡng và chuyên đi tiêm và chích hình ạ. Tiếp theo bạn Đạt, công việc chính của bạn là gì? Công việc chính của em là pha chế đồ uống cho khách. Hy vọng một lát nữa tất cả khán giả trường quay sẽ được thưởng thức những món đồ do bạn Đạt pha. Còn bạn Châu, vâng. Bạn đến đây với mong muốn là đạt được bao nhiêu điểm? Nhiều nhất có thể ạ. Nhiều nhất có thể? Vâng. Bạn có muốn trả lời câu số 11 không? Còn phải tùy xem tình huống ở lúc đấy em có đến được phòng 3 không ạ? Chưa đủ tự tin. Nghe đây này, bạn My. Dạ. Bạn có muốn chinh phục ô số 15 không? Đã có chứ anh. Bạn Đạt. Tất nhiên là có chứ anh. Tất nhiên là có. Hỏi lại bạn Châu, sẵn sàng không? Sẵn sàng ạ. Sẵn sàng, tất cả đã sẵn sàng. Thưa quý vị và các bạn, ba người chơi với chúng ta, họ đã sẵn sàng đến với Đuổi Hình Bắt Chữ. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để bắt đầu chương trình. Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn. Chúng ta sẽ đến với phần thi thứ nhất của Đuổi Hình Bắt Chữ. Phần thi thứ nhất, đây là gì? Mời bạn Châu. Nồi cơm ạ. Chưa chính xác. Tiếp tục. Mời bạn My. Dạ, em xin đoán là âu yếm ạ. Âu yếm đáp án chính xác. Bạn giành điểm đầu tiên. Miếng ghép tiếp theo. Quá dễ, xin mời bạn My. Dạ, em xin đoán đây là rau cải song ạ. Một tràng vỗ tay dành cho bạn My. Mặc dù đáp án chưa chính xác. Tiếp tục. Mời bạn My. Dạ, em đoán là cải song ạ. Cải song là đáp án chính xác. Mời bạn giành điểm thứ hai. Có vẻ đầy chắc chắn. Bạn Châu và bạn Đạt vẫn đang chưa có gì. Cảm xúc của bạn thế nào bạn My? Em đang bắt đầu thấy run rồi đấy. Chỉ sợ là có cú lượng ngược dòng nào đó ở đây thôi anh ạ. Nếu có ngược dòng thì ở đây hả? Dạ vâng. Vậy thì cố gắng lên. Dạ. Chặn dòng, đừng cho ai lội ngược. Đúng rồi anh ạ. Em đang cố gắng bắt gỗ thầy chặn dòng. Rồi. Miếng ghép tiếp theo. Mời bạn Đạt. Em thưa anh là đàn kìm. Đàn kìm, một đáp án chính xác. Đàn kìm, tên gọi khác của đàn nguyệt. Một điểm dành cho bạn. Bạn Châu thấy thế nào? Bắt đầu căng rồi đấy ạ. Thực sự là căng thẳng rồi. Nhưng bình tĩnh, vẫn còn nhiều cơ hội cho bạn. Xin mời. Mời bạn My. Dương Tân ạ. Đáp án chính xác. Chúc mừng bạn My, bạn đã chính thức là người đầu tiên bước chân vào vòng 2 của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Khó khăn nhất bây giờ dành cho bạn Đạt và bạn Châu. Bạn Đạt một điểm, bạn Châu chưa điểm nào. Cứ bình tĩnh. Tôi thấy bắt đầu mồ hôi tay của bạn Châu đã chảy ra rồi. Thế này rồi. Miếng ghép tiếp theo. Đây là gì? Nói về trạng thái cảm xúc của con người.
Mũi tên chỉ vào bên này, mời bạn Châu. Cô đơn ạ. Đáp án chính xác, xin chúc mừng. Yeah. Bạn Châu ơi, có phải căng thẳng quá không mà khi bạn được điểm bạn lại không biểu lộ gì? Em chưa kịp biểu lộ. Chưa kịp biểu lộ à? Vâng. Vâng, cô đơn là đáp án đúng. Tôi nói cô đơn tôi thì đầy sung sướng, hào hứng cho bạn. Tôi nói cô đơn thì nhìn sang bạn Châu ạ. Một điểm dành cho bạn. Phần lo lắng lại nhiều hơn dồn sang bạn Đạt đây này. Miếng ghép tiếp theo. Mời bạn Đạt. Em cho anh là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Một câu rất quen thuộc nhưng chưa chính xác. Mời bạn Châu. Ăn cây táo, rào cây sung. Ăn cây táo, rào cây sung, đáp án chính xác. Ăn cây táo, rào cây sung, ý nói được hưởng lợi từ một nơi mà lại vun vén trả ơn cho một nơi khác. Mời bạn. Chỉ một câu nữa. Nếu bạn Châu trả lời đúng thì chúng ta sẽ chia tay bạn Đạt. Nhưng chỉ một câu nữa, bạn Đạt trả lời đúng thì hai bạn lại có thêm một cơ hội. Và phần lo lắng lại thêm. Và chương trình nó là như vậy, căng hết cả thẳng. Miếng ghép tiếp theo. Mời bạn Châu. Ra đứng. Chưa chính xác. Mời bạn Đạt. Em đang là giá cả. Không phải. Pha đình tiếp, 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 tiếp. Mời bạn Châu. Đứng giá. Đáp án chính xác. Yeah. Và chúc mừng bạn Châu đã là người thứ hai bước chân vào vòng tiếp theo của đội hình bắt chữ. Wow, bao giờ cũng thế. Bên cạnh những tiếng vỗ tay cổ vũ cho người chiến thắng là những tiếng thở dài của những người chưa chiến thắng. Bạn Đạt có buồn không? Có. Nhưng bạn yên tâm, hôm nay chúng ta tạm thời chia tay nhau thôi. Chúng tôi sẽ mời bạn quay trở lại chương trình. Và hy vọng lúc đó bạn sẽ thực sự bùng lộ. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ chia tay nhau, bạn sẽ ra về với quà của chương trình. Xin mời bạn. Đây là quà của chương trình, xin mời bạn. Xin chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và may mắn. Em cảm ơn anh. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang có mặt trong chương trình Đuổi Hình Mắt Chữ. Hai cô gái, bạn My và bạn Châu bước chân vào vòng 2 của chương trình. Và bây giờ là lúc chúng ta dành một tràng vỗ tay để bắt đầu vòng 2 của Đuổi Hình Mắt Chữ. Thưa quý vị, chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay để bắt đầu phần 2 của Đuổi Hình Mắt Chữ. Vâng, phần 2 của chương trình. Hai cô gái, hai người chơi, lạnh lùng loại chàng trai duy nhất. Bạn My và bạn Châu, sau một hồi phân tích thì tôi thấy cả hai bạn đều rất nguy hiểm. Bạn My thì là người rất nhanh giành điểm số và bước chân vào vòng 2. Còn bạn Châu thì cứ lạnh lùng để xa bạn Đạt. Và bây giờ để bạn Đạt ngồi ở dưới kia ngậm ngùi bỗng nhiên thành khán giả. Hai bạn sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng. Hãy nhấn chuông, giành quyền trả lời. Mỗi người chỉ được trả lời duy nhất Một lần. Nào, một tràng vỗ tay để mở miếng ghép đầu tiên của phần thứ hai. Cảm ơn quý vị. Đây là gì? Cực kỳ đơn giản, hai từ. Bình tĩnh. Mời bạn My. Thì em trả lời đây là hòm thư ạ. Hòm thư là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Đúng là rất nhanh. Hòm thư. Thùng để bỏ thư, hộp thư. Địa chỉ riêng theo quy ước của bưu điện. Chúng ta gọi là hòm thư. Bạn đã giành được 300.000 tiền thưởng đầu tiên. Miếng ghép tiếp theo. Mời bạn My. Em xin đoán là tem gỗ. Tem gỗ chưa chính xác. Tiếp tục phát hình. Mời bạn Châu. Gỗ rán. Gỗ rán, đáp án rất chính xác.
Ý bạn Châu không chỉ trả lời đâu mà ý bạn ấy trong cái câu trả lời đấy bạn ẩn chứa một cái lời đó chính là chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Mời bạn nhận 300.000 tiền thưởng. Miếng ghép thứ ba, xin mời. Mời bạn My. Em sẽ đoán đây là cây xăng ạ. Cây xăng. Này tôi có cảm giác như phần 2 của chúng ta dễ dễ nhỉ? Không, em không thấy dễ cái đâu. Cái phần này mà để bạn Đạt tham gia thì các bạn còn thua nữa cơ. Cây xăng đáp án hoàn toàn đúng. Mời bạn nhận tiền thưởng. Miếng ghép tiếp theo. Ba từ. Mời bạn My. Dạ em xin đoán đây là bé hạt tiêu. Bé hạt tiêu, lại một đáp án chính xác nữa. Ý nói ai đó nhỏ bé nhưng mà lanh lợi, già dặn. Mời bạn. Bạn Châu có lo không? Dạ không ạ. Nói thật lòng mình. Em nói thật ạ. Nói thật đi. Em nói thật. Là gì? Không lo. Thế thì chúng ta đi tiếp. Xin mời. Mời bạn Châu. Tranh đua. Tranh đua là đáp án hoàn toàn đúng. Đấy, bạn Châu nói đúng là không sợ. Tranh đua. Mời bạn nhận tiền thưởng. Tranh đua là ra sức trổ tài để giành phần hơn, phần thắng. Mời các bạn. Miếng ghép thứ 6. Mời bạn Châu. Cơm bưng nước rót ạ. Cơm bưng nước rót không thể sai được. Đó là đáp án đúng. Mời bạn nhận 300.000. Số tiền thưởng hai bạn là bằng nhau, chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay. Tiếp theo xem ai sẽ vượt lên. Châu tươi lên. Miếng ghép thứ 7. Một khái niệm trong sinh học. 2, 4, 6. Mời bạn My. Dạ quốc chẵn ạ. Đáp án hoàn toàn đúng, guốc chẵn. Guốc chẵn là tên gọi chung của những động vật có vú chân có số ngón chẵn. Mời bạn. Nào, bây giờ là lúc chúng ta đến với miếng ghép thứ 8. Hồi lớp 3, lớp 4 mà chúng ta có được cái này sung sướng lắm ấy. Xin mời bạn Châu. Đội viên ạ. Đáp án hoàn toàn đúng, đội viên. Xin mời bạn. Còn 2 miếng ghép nữa, không biết ai sẽ vượt lên. Miếng ghép thứ 9. Cơ hội của cả bạn My, bạn Châu. Xin mời. Mời bạn My. Dạ ca hát ạ. Thôi tôi nói luôn đáp án đúng ạ. Ca hát, cách nói chung của việc hát hò. Mời bạn nhận điểm. Wow. Miếng ghép thứ 10. Trong phần thi thứ 2. Mời bạn My, mời bạn Châu. Mời bạn My. Dạ tay mặt ạ. Đáp án đúng, thưa quý vị. Mời bạn. Thưa quý vị, kết thúc phần thi thứ 2, bạn My đang có 1.800.000 đồng. Bạn Châu đang có 1.200.000 đồng. Chúng ta cùng làm quen nhiều hơn với bạn My và bạn Châu. Bạn Nguyễn Hồng Châu không biết đùa và đùa cũng không vui. Không. Nếu đấy là sự thật thì cho phép tôi gửi cho bạn một lời khuyên nhỏ nhỏ. Là kể cả không thấy vui thì chúng ta vẫn cố vui đi. Cuộc đời nó có bao nhiêu mà hững hờ. Nhá, cứ vui đi. Anh có thể đọc ở đoạn sau. Đây, tôi xin lỗi. Tuy nhiên vẫn luôn cố đùa cho mọi người vui lúc mọi người buồn. Và kết quả là khiến mọi người buồn hơn nữa. Vâng đấy ạ. Trọng tâm là đoạn đấy. Hồ đồ. Hồ đồ. Thì cứ vui đi, đúng không? Tiếp tục cho mọi người buồn hơn nữa. Rồi đến lúc mà mọi người muốn tìm đỉnh cao của cái nỗi buồn thì sẽ tìm đến bạn.
Thích ở một mình, thích chuyên nghiệp và có kế hoạch. Mặc dù không làm theo kế hoạch, thế lập kế hoạch làm gì hả cụ? Thì mình cũng phải cố, như anh vừa nói là phải cố. Cố lập kế hoạch. Tôi hỏi bạn My một chút nhá, dạ. Bạn có hay lập kế hoạch không? Dạ có ạ. Bởi vì lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân từ ngay ở khi bắt đầu tiên bệnh nhân vào cho đến lúc mà bệnh nhân ra viện anh ạ. Đương nhiên việc của bạn My là rất quan trọng, dạ. Thậm chí phải làm theo đúng kế hoạch cơ. Vâng ạ. Bởi vì đáng lý phải tiêm lúc này mà lại bảo thôi ngày kia hôm nay đi du lịch, ngày kia mềm tiêm đến lúc. Không được, dạ. Đúng không? Vâng ạ. Rất cần theo kế hoạch. Lý do muốn tham gia chương trình của bạn Châu là gì? Ông em rất thích xem Người Mắt Chữ. Em thường hay xem cùng với ông em. Thì ông em thường bảo là hay là lên chơi thử một lần. Thì em quyết định lên chương trình này để có thể cho ông em thấy được em. Xin phép cho tôi được hỏi là ông bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Ông em gần 80 rồi. Gần 80. Không biết ông có đủ sức khỏe để có. Cần thiết thì mời ông tham gia một chương trình. Chương trình của chúng ta này này. Vâng, em sẽ về em hỏi thử ông. Hỏi thử ông nhé. Vâng. Và trước khi nói với ông là ông ơi, đến trường quay căng thẳng lắm ông ạ. Ông ơi, ông phải chuẩn bị sẵn tinh thần ấy, ghê gớm lắm. Bởi vì ông sẽ đi cùng một ông, một bà khác. Đấy, và sẽ có một trong ba ông bà sẽ bị loại ở vòng đầu tiên. Tùy ông. Nói xong có thể sẽ có hai trường hợp, hai kịch bản xảy ra. Theo bạn, kịch bản thứ nhất là gì? Kịch bản thứ nhất là ông em vớ vẩn. Vớ vẩn. Thì thiếc gì nữa, đúng vâng. Không? Kịch bản thứ hai là mày cứ cho ông thi đi. Hai người kia cũng già bằng ông mà so với tuổi già trong xóm này ông vẫn còn khỏe chán. Đúng không? Đi ngay, không ngại gì đâu. Cảm ơn bạn Châu rất nhiều, nhớ chuyển lời của chúng tôi nhá. Vâng. Thấy ông của bạn. Và không quên gửi một lời chúc sức khỏe từ cá nhân tôi tới ông của bạn. Chúc ông luôn mạnh khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đến với bạn Nguyễn Thị Ngọc My, mục tiêu tham gia chương trình của bạn. Mục tiêu tham gia chương trình của em thì đầu tiên là để cho mẹ em ngắm em trên TV xem là có khác gì bên ngoài hay không. Mục tiêu to nhất và cũng lớn nhất của em mà đến đây là kiếm được một chuyến du lịch. Và sau đấy thì sẽ kiếm thêm được một số tiền nữa đủ để vừa đi du lịch vừa đi ăn lẩu. Du lịch? Vâng. Và vừa đi ăn lẩu, đơn giản có thế thôi bạn Châu ạ. Đúng rồi, đôi khi chúng ta đưa ra những cái mục đích đơn giản thôi. Và nó cũng có đích để chúng ta hướng tới. Đã. Và đến với Đuổi Hình Bắt Chữ hoàn toàn chúng ta có thể thực hiện được ước mơ nho nhỏ của mình. Xin cảm ơn bạn My rất nhiều. Đấy, hy vọng rằng bạn sẽ đạt được cái điều bạn mong muốn. Đã vậy, em vẫn đang cố gắng. Bạn Châu thân mến, bạn đã có 1.200.000 tiền thưởng, kém hơn bạn My 600.000 đồng. Nhưng bây giờ là cơ hội dành cho các bạn. Chúng ta sẽ có 10 miếng ghép, mỗi miếng ghép sẽ có giá trị là 500.000 đồng. Và lần này các bạn được quyền trả lời liên tục đến khi tìm được đáp án đúng. Sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Sẵn sàng nhá. Nào. Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đến với phần thi thứ 3 của Đuổi Hình Bắt Chữ. Miếng ghép đầu tiên, đây là gì? Mời bạn My. Dạ là nhân nhỏ. Chưa chính xác. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là một khái niệm liên quan đến triết học của một người rất nổi tiếng. Xin mời bạn Châu. Tiểu nhân. Tiểu nhân, đáp án chính xác. Bạn Châu có biết tôi đang định gợi ý đến ai không? Khổng Tử. Chính xác, đó là Khổng Tử. Mời bạn. Mở. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Miếng ghép thứ 2. Mời bạn My. Dạ em xin đoán đây là giày đinh ạ. Giày đinh là một đáp án không thể sai được. Đó chính là giày đinh, chúc mừng. Yeah. Mời bạn. Mở. 3 2 1. Hết giờ. Miếng ghép thứ 3, đây là gì? Mời bạn My. Dạ em xin đoán đây là đàn môi ạ. Theo bạn đàn môi là gì?
em cũng không rõ về cái này lắm, nhưng mà hình như là gầy đàn môi, gầy bằng môi của mình như sao? Gầy gầy bằng môi à? Cái loại đàn mà lại gầy bằng môi, tức là cầm cái kìm kéo môi ra như thế nào? Mình bật hay là mình cầm cái dây kiểu như violon mình kéo? Đàn môi là một loại đàn, thực ra nó là khí cụ của một vài dân tộc miền núi phía Bắc của chúng ta. Đáp án đúng, đàn môi. Mời bạn mở chi tiết. Quan trọng. 5, 4, 3. Đấy, thắt lưng ong ạ. Chưa chính xác. Tiếp tục, miếng ghép thứ tư. Có vẻ hơi căng thẳng rồi đây. Đây là gì? Mời bạn My. Dạ là cầu phao ạ. Cầu phao hoàn toàn đúng. Một loại cầu nổi dùng các loại phao có sẵn để các phương tiện di chuyển ở phía trên. Cầu phao là đáp án đúng. Mời bạn nhận 500 ngàn tiền thưởng. Quay trở lại miếng ghép này, miếng ghép lớn. Bạn hãy mở, bình tĩnh để đưa ra đáp án. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Miếng ghép thứ 5. Mời bạn Châu. Kiến giảng. Hoàn toàn đúng, đó là kiến giảng. Mời bạn nhận 500 ngàn đồng. Mở chi tiết. Thắt lưng ong. Chưa chính xác. Tiếp tục. Miếng ghép thứ 6. Đây là gì? Mời bạn My. Dạ là hồng sâm ạ. Hồng sâm là một đáp án hoàn toàn đúng. Xin chúc mừng bạn. Hồng sâm. Mời bạn My nhận tiền thưởng. Mời bạn mở chi tiết. Có vẻ đã tìm ra đáp án. Mở. Vâng. 5, 4, 3. Xoắn ong. Chưa chính xác. Xoắn ong, cái loại ong đến kinh khủng. Chúng ta đến với miếng ghép thứ 7. Mời bạn My. Dạ cầu chui ạ. Hoàn toàn đúng, đó là cầu chui. Mời bạn nhận tiền thưởng. Mở. 3 triệu đồng thuộc về ai? 5, 4. Dây ong. Chưa chính xác. Rất tiếc. Miếng ghép thứ 8. Mời bạn Châu. Lâu đài băng ạ. Chưa chính xác. Nói về thái độ của con người đối với con người. Mời bạn Thành Châu. Thành kính. Thành kính, đáp án chính xác. Mời bạn. Xin mời. Mở. Năm. Bốn. Đấy, thắt lưng ong. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 9. Xin mời. Thường trong những lễ hội chúng ta dùng bốn từ. Mời bạn My. Mặt nạ hóa trang. Mặt nạ hóa trang, đáp án rất chính xác. Tôi phải khẳng định rằng hôm nay chương trình của chúng ta đã đón tiếp hai cô gái vô cùng thông minh và nhanh nhẹn. Và chứng tỏ họ là những người rất yêu thích chương trình nữa. Dù điểm số có chênh lệch nhưng mà tôi đang đánh giá là thực sự là hai bạn ngang tài ngang sức. Nào, xin mời bạn My nhận tiền thưởng. Năm. Bốn. Thắt lưng buộc bụng ạ. Thắt lưng buộc bụng. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay cho bạn My. Đáp án chưa chính xác. Nhưng mà đây là cơ hội cuối cùng của bạn. Tôi tin rằng vào giờ phút này thì tất cả quý vị khán giả, những người đang theo dõi chương trình đều đã đoán ra đáp án rồi. Nhưng bạn Châu và bạn My không tìm được ra đáp án bởi vì sức ép và căng thẳng. Và tôi xin nêu đáp án. Lúc đầu bạn My nói rằng là đáy thắt lưng ong. Lúc sau bạn Châu cũng nói rằng là đáy thắt lưng ong. Nhưng đây thực ra nó là thắt đáy lưng ong.
Người mà thắt đáy lưng ong vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con, còn ai béo trục béo tròn ăn vụng như chớp và đánh con suốt ngày. Đấy là câu của các cụ. Tôi biết các bạn biết câu này, nhưng mà khi đưa ra đáp án mà chính mình không kiểm soát được, đúng không? Bạn Châu nói đáy thắt lưng ong, bạn My nói đáy thắt lưng ong, tôi quá tiếc, nhưng mà lúc đó tôi không thể gợi ý được. Không sao. Thưa quý vị, kết thúc phần thi thứ 3. Một tràng vỗ tay để tôi xem số điểm như thế nào. Bạn Châu đang có 2.700.000 đồng tiền thưởng, xin chúc mừng. Bạn My đang có 4.800.000 đồng, xin chúc mừng bạn. Và đương nhiên rồi, bạn My sẽ là người tiếp theo bước vào vòng 4 của đuổi hình bắt chữ. Bạn Châu thân mến, chúng ta phải chia tay nhau. Bạn đã để lại rất nhiều những ấn tượng tốt đẹp. Tuy nhiên số điểm của bạn kết thúc phần này lại ít hơn bạn My. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ chia tay nhau. Bạn sẽ ra về với số tiền thưởng bạn đang có cộng với quà của chương trình. Xin mời bạn. Đây là quà của chương trình. Xin gửi bạn, chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, may mắn và thành công. Thưa quý vị và tất cả các bạn, bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với phần 4 của đuổi hình bắt chữ. Đương nhiên rồi, đây sẽ là phần cực kỳ căng thẳng. Chỉ còn một mình bạn My thi đấu với máy tính của chúng ta, với những phần thưởng có thể nói là rất cao, rất đáng để vươn tới. Cụ thể thế nào thì bây giờ chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để chúng ta bước vào phần 4 của đuổi hình bắt chữ. Bạn vào vòng 4 của chương trình. Dạ vâng. Tâm trạng của bạn thế nào? Tâm trạng của em bây giờ chắc là cũng giống như ba người chơi trước, là em rất chỉ là hồi hộp ạ. Hồi hộp. Và đang cố gắng làm sao để được cái câu thứ 11. Sau đấy câu 15 tính tiếp. À, tức là tính đến 11 đã. Dạ vâng. Còn đến 15 tính tiếp. Dạ đây vâng. Cũng là tâm lý chung thôi. Sẵn sàng chưa nào? Dạ rồi ạ. Nào, tôi sẽ nói luật cho bạn. Dạ vâng. Chúng ta có 15 miếng ghép chia thành 5 tầng. Tầng 1 có 5 câu từ 1 đến 5. Và cứ như vậy, lên tới tầng 5 chỉ còn câu duy nhất, câu số 15. Và bạn muốn lên tầng 2, bạn phải trả lời 1 câu ở tầng 1. Tương tự như vậy, muốn lên tầng 3 phải trả lời được 1 câu ở tầng 2. Cứ như vậy. Bây giờ chúng ta cùng xem số tiền thưởng ở mỗi tầng là bao nhiêu. Tầng 1 1 triệu, tầng 2 2 triệu, tầng 3 3 triệu, tầng 4 5 triệu và tầng 5 30 triệu đồng. Bạn sẵn sàng chưa? Nào, chúng ta cùng xem ô số 11. Ô số 11 sẽ là một phần thưởng đặc biệt và phần thưởng đó hôm nay sẽ là gì? Xin mời. Một phần quà đến từ công ty du lịch Vietjet Tour trị giá 38.900.000 đồng sẽ dành tặng cho người chơi của đuổi hình bắt chữ tuần này. Theo hành trình 5 ngày khám phá Maldives, bạn sẽ được thư giãn tại bungalow 5 sao hòa hợp thiên nhiên, trải nghiệm các hoạt động trên biển hấp dẫn như lặn biển ngắm san hô, nhảy dù bay, chèo thuyền kayak ngắm cá heo, hay tìm hiểu đời sống văn hóa của người dân bản địa. Ghé thăm thủ đô Mew xinh đẹp, bạn sẽ còn ấn tượng trước kiến trúc độc đáo của thánh đường Hồi giáo Islamic Center với sức chứa khoảng 5.000 tín đồ, bảo tàng quốc gia, công viên Sun Tan Park. Vietjet Tour chúc bạn may mắn giành được kỳ nghỉ tuyệt vời này. Bạn thấy thế nào? Đúng, thành sự thật rồi, nhưng mà đấy mới chỉ là 1/3 của chặng đường tiếp theo của 2/3. Bạn cố gắng lên. Dạ. Đây đúng là đi du lịch, đúng là thiên đường. Đúng rồi ạ. Đương nhiên rồi, ô số 11. Nhưng bao giờ cũng thế, đi kèm với nó sẽ là những cái thử thách. Dạ. Nhưng bạn yên tâm, tôi xin bật mí cho bạn, thử thách hôm nay không quá khó. Một câu quen thuộc. Bình tĩnh nhá. Dạ. Bạn sẵn sàng? Dạ. Thưa quý vị, tôi nghĩ là đến giờ phút này thì nhiều quý vị khán giả cũng đang rất hồi hộp cùng với bạn My. Và bây giờ chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để bắt đầu. Bạn đã sẵn sàng? Dạ, em sẵn sàng ạ. Phần thưởng rất cao đang chờ bạn. Dạ. Một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu. Mời bạn. Em chọn số 3. Ô số 3, đây là gì? Táo đỏ ạ. Táo đỏ, đáp án chính xác. Mời bạn lên tầng 2. Nào. Số 9 ạ. Số 9, mời bạn. Rất dễ. Nơi nào vung nấy ạ.
Gì ạ? Nồi nào vung nấy ạ? Nồi chưa chính xác. Nồi nào úp vung nấy. Nồi nào úp vung nấy. Chính xác. Mời bạn lên tầng 3. Cố gắng lên nào. Số 11 ạ. Số 11. 54. Rùi đục chấm mắm cái. Rùi đục chấm mắm cái. Chính xác. Yeah. Số 13. Số 13. Mời bạn. Đây là gì? Đây là gì? Bật tôm ạ. Bật tôm. Hoàn toàn đúng. Đưa lên nào. Bạn còn 10 giây, ô số 15. Câu này cực dễ. Đây là người đang đào đá. Hoàn toàn đúng. Yeah. Wow, 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 cho tôi ôm bạn cái. Wow. Rất tuyệt vời. Này, cho tôi hỏi, đừng đứng gần nhau một tí đi. Này hôm nay đi thi có tắp hương không? Dạ không. Ôi trời ơi. Đây là hoàn toàn là tài năng. Chưa bao giờ có ai mà về kép đến như thế này. Ôi, tôi vẫn không tin nữa. Em cũng không tin nổi ạ. Vâng. Bạn đang đạt là 4.800.000 đồng. Dạ vâng. Bạn lại được một chuyến đi Maldives trị giá hơn 38 triệu đồng. Rồi bây giờ bạn lại trả lời được miếng ghép thứ 15 với giá trị là 30 triệu đồng nữa. Để tôi nhầm, bạn có giỏi toán học không? Chắc là tôi xem được khoảng... Không, xem, chính xác đi, nếu không bạn cộng thiếu được cái phần thừa đấy của tôi đấy. Bây giờ là tính ra là 34 triệu... 800. 800 này, cộng thêm này lại cả 38 triệu 900. 38 triệu, đúng rồi. Thế như vậy là 39 triệu với lại cả 34 triệu 800 của anh Dũng đấy, không tính được. Tôi cũng thế, tôi run quá. Tóm lại, phần thưởng của bạn trong chương trình hôm nay nó đâu đó cỡ khoảng hơn 70 triệu đồng. Thưa quý vị, tuyệt vời. Tuyệt vời. Chúc mừng bạn. Dạ. Thưa quý vị và tất cả các bạn, mỗi khi mà người chơi ấy, trúng giải thưởng cao ấy, tôi có cảm giác như là chính tôi trúng giải ấy. Đã lâu rồi chúng tôi không được trao những giải thưởng đặc biệt như thế này cho người chơi. Và hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là đây sẽ là một điểm khởi đầu tốt đẹp cho rất nhiều những chiến thắng tiếp theo của người chơi. Hãy đến với đuổi hình bắt chữ. Hãy đến với chúng tôi cùng đoán câu, cùng đuổi hình, cùng bắt chữ, cùng dinh giải thưởng. Và giải thưởng hôm nay rất lớn. Một lần nữa xin chúc mừng bạn. Xin chúc mừng. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta vừa theo dõi chương trình đuổi hình bắt chữ. Và một lần nữa, tôi cho đến bây giờ tôi vẫn còn đang rất hồi hộp với chiến thắng có thể nói là vang dội của bạn My. Bạn là giành tổng số tiền thưởng của bạn là rất cao. Đúng ra là tôi sẽ đứng và tôi chỉ tổng tiền thưởng là bao nhiêu, nhưng mà không cần nữa. Không quan trọng nữa. Đâu khác có đó rồi, đúng không? Bạn là đi nghỉ ở Maldives. Dạ. Bạn vui lòng giúp tôi một việc. Dạ. Chụp ảnh gửi cho tôi. Đơn giản thế thôi. Các bạn Facebook với anh nhé. Đúng rồi, chụp ảnh gửi cho tôi. Và hãy đánh capture rồi thì comment nó thật tuyệt vời. Dạ, vâng. Để giới thiệu với mọi người rằng là kỳ nghỉ này của tôi có được thông qua chương trình đuổi hình bắt chữ. Dạ. Để đông đảo quý vị và các bạn tiếp tục yêu mến chương trình đuổi hình bắt chữ và đến với chúng tôi. Là một tràng vỗ tay nữa để chúc mừng cho bạn My. Bạn sẽ nhận số tiền thưởng và quà của chương trình. Dạ. Xin gửi tặng bạn. Xin nghỉ ạ. Dạ. Bây giờ là lúc bạn có một phút để bạn nói lên cảm xúc của mình. Đầu tiên thì em cảm ơn anh Xuân Bác, cảm ơn ekip chương trình đã tạo điều kiện cho em đến chơi cuộc chơi ngày hôm nay. Đuổi hình bắt chữ là một game show rất hay và đây là lần đầu tiên được đứng lên cuộc chơi của người chơi. Và cảm xúc hiện tại là đối với phần thưởng rất lớn như vậy thì em cảm thấy rất là vui mừng và sung sướng nhất. Người ta không biết nói thế nào. Không biết nói thế nào cả, chỉ biết là vui mừng, sung sướng. Đã. Và tôi tin rằng quý vị khán giả cũng đang chia vui với bạn My với phần thưởng rất lớn như thế này. Và điều đó hoàn toàn từ khả năng của bạn. Dạ. Từ khả năng của bạn. Dạ. Xin chúc mừng bạn. Dạ, cảm ơn anh. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta vừa theo dõi chương trình đuổi hình bắt chữ, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội sản xuất. Xin cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban biên tập các chương trình sân chơi Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.